cái này sao giống hai con trống mày? Ừ, em thấy con bự con nhỏ đó. Không, nhưng mà tao thấy hai con trống đó. Tao lên được cái coi sao. Nó cặp trứng đó mà. Cặp trứng nhưng mà nhìn cái lên hai con trống. Hình xui đi. Thấy con gần mấy ký á, con thì chắc khoảng 8 lần rưỡi chứ lần. Bữa nay này, cái này. Này có ông anh qua ông cần chim nè. Rồi còn này. Được nhiêu? Được nhiêu? 9 lần rưỡi. 9 lần rưỡi. 9 lần rưỡi. Con bự là con này là con này là con bự nè đúng không? Em cũng biết nè, con bự con nhỏ đó. Này nhỏ hả? Con nào mà nó nhỏ ký là nó là con nhỏ đó. Lâu quá không nhớ con đó, con bự trống á. Này con trống nè. Nó con trống đó, nó chắc con ký à. Mới 1 tháng mấy á. Con này bự luôn. Thằng thứ. Con này không, con này 8 lạng à. 9 8 lạng rưỡi. Dạ. À. 9 9 thiếu. Nó nhẹ hơn con kia. Không lẽ con máy này nặng hơn? Máy nó bự lắm. Bình mà. Máy là dưới con kia máy thôi, con này chấm nè. Bắp anh cặp đuôi coi. Bắp đầu vẽ đầu coi. Con này em ghi máy nè. Chống rồi nó bự hơn. Sao nhìn nó bự quá. Nó làm quá. Rồi. Chụp chụp đây. Chống nè. Này chống hả? Chống nè, chống nè. Chống á. Bắt về cũng 3-4 ngày chứ bộ. Nay nó ăn lại. Bữa mấy ngày nhất là làm việc máy nè. Mấy ngày trước nó không quen lạ chỗ mà bị giật máy. Mà cái giống này nó nói là nó tới cặp có người nuôi trên được 21 luôn á. Con máy từ chính này. Chắc máy nè. Chắc máy đúng rồi. Nó nhìn nó cũng bự không? Nhưng mà con máy, nếu vậy con máy nó nặng hơn trống rồi. Cái mắt nó đỏ thì nó không đỏ dữ hả? Chưa, nó còn nhỏ, chưa nó đỏ dữ. Mà cũng được rồi.